đó là khu tưởng niệm của vị vua săn voi đời đầu tiên tại mảnh đất Tây Nguyên. Và lời đầu tiên thì cho em gửi lời chúc sức khỏe với lại lời chào trân trọng nhất tới gia đình của mình ạ. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Hờ Diên, em là người dân tộc Mân Âu. Nếu mà mình xuống với Tây Nguyên, khu vực Buôn Đôn là sẽ có 3 dân tộc thiểu số sinh sống ở đây: ED, Mân Âu với lại Lào. Nhưng mà tập trung nhiều nhất là ED với Mân Âu. Phong tục tập quán của hai đồng bào rất là giống nhau, nó chỉ khác về tiếng nói với lại chữ viết thôi ạ. Và đặc biệt nếu mà mình đặt chân tới bản Đôn thì mình cũng sẽ nghe về voi rất là nhiều. Lý do tại sao ở đây lại có nhiều voi như vậy, đó chính là nhờ vào những vị vua này. Và đây chính là khu tưởng niệm của vị vua săn voi đời đầu tiên tại mảnh đất Tây Nguyên. Vua săn voi Khôn Sanok, nhưng mà tên thật của ông là In Thu Kanul. Ông sinh năm 1827 và mất vào năm 1937, thọ được 110 tuổi. Ông là người dân tộc Mân Âu. Đặc biệt nhất ở đây thì ông là người đã khai sinh ra địa danh Bản Đôn và là người thuần dưỡng được voi rừng nhiều nhất, tổng cộng là 482 con voi rừng. Và trong đó thì ông đã săn được hai voi trắng. Voi trắng là voi bạch tượng và đặc biệt giá trị của voi trắng rất là lớn. Khi mà săn được hai bạn voi này thì ông không có cất giữ cho riêng bản thân của mình, mà ông đem tặng hai con voi làm quà. Một con là ông tặng cho vua Bảo Đại, còn một con còn lại ông đem tặng vua Siêm Thái Lan. Thì cảm kích tấm lòng của ông nên là vua Siêm ban tặng cho ông cái tước hiệu là Khôn Sanok. Khôn Sanok là tiếng Thái, mang ý nghĩa là người anh hùng tài giỏi. Cái bức tượng này là người ta khắc họa vị vua này khi mà ông đang 80 tuổi. Đây là vị vua mà thời đó có tới 5 đời vợ nhưng lại không có một đứa con nào cả. Chính vì ông không có con cho nên là cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi trước khi ông qua đời là ông truyền cho em họ. Em họ của ông là Irleo săn bắt và thuần dưỡng được 385 con voi rừng, là đời thứ hai săn bắt và thuần dưỡng voi tại Tây Nguyên. Và trước khi ông Irleo qua đời thì cũng truyền nghề của mình cho một vị vua đời thứ ba, đó là vua săn voi Amakong. Amakong là vị vua đời thứ ba và cũng là người cuối cùng, tại vì năm 1995, luật nhà nước của mình là cấm săn bắt động vật hoang dã và đặc biệt là voi, cho nên là người ta không có nối nghề săn voi nữa. Và tên thật của Amakong là Iprongeban, sinh năm 1910, mất vào năm 2012, thọ được 102 tuổi, săn bắt và thuần dưỡng được 182 con voi rừng. Và Amakong thì có 3 đời vợ, nhưng lại may mắn hơn ông Y Thu rất là nhiều. Vợ của ông Amakong sinh cho ông tới 22 đứa con. Vào độ tuổi 80 của ông Amakong có cưới thêm một cô vợ 35 tuổi và sinh được một cô con gái rất là khỏe mạnh. Tổng cộng Amakong là 4 đời vợ, 23 đứa con và hàng trăm cháu chắt. Và đặc biệt ở đây thì ngoài việc biết săn bắt và thuần dưỡng voi thì Amakong chính là người đã sáng chế ra cái bài thuốc được làm hoàn toàn từ rễ cây, thân cây và lá cây và đã được lưu truyền tới bây giờ, đó là thang thuốc bổ Amakong. Khi mà ông mất vào năm 2012 thì con cái của ông đã làm nổi lên thị trường về phương thuốc này. Đây là phương thuốc mà rất tốt cho buôn làng, tại vì đây là chỉ cần một người uống thôi, hai người vui, ba nhà không vui thì chỉ ba xóm vui đấy ạ. Đó là câu người ta hay nói vui về thang thuốc cả nhà nhá. Tại vì tác dụng chính của nó là có thể lưu thông được máu huyết và đặc biệt là tăng cường sinh lực cho nam giới. Đó là tác dụng của thuốc Amakong. Đó là ba nhân vật lịch sử săn bắt và thuần dưỡng voi tại mảnh đất Tây Nguyên. Và bên... voi này là voi đực cả nhà nhá. Bạn này có tên là Bắc Cố. Một năm của con voi được tính là một tuổi, tuổi thọ của voi là rơi vào 65-70 tuổi. Và bạn này là đang sở hữu cái độ tuổi 33. Và đây là một độ tuổi rất là đẹp. Đặc biệt là voi này là voi đực cho nên là nó có cái cặp ngà được chưa được người đồng bào bên em cưa lần nào cả. Bên em có một phong tục tập quán đó là cưa ngà voi. Mình sẽ làm lễ cúng cho voi, xin phép thần voi và xin phép bạn voi. Mình sẽ bắt đầu là cột cái dây chỉ đó từ dưới lên cao của cái ngà. Cái sợi dây nó bung tới đâu là mình chỉ được phép cưa tới đó. Và cái ngà này là mình bắt đầu sở hữu trong ngôi nhà của mình. Thì mình sẽ làm lễ cúng cả nhà nhé. Nhưng mà đặc biệt thì voi này chưa được bên em cưa lần nào cả, cho nên là cái cặp ngà của nó còn rất là dài và rất là đẹp. Cũng chính vì cái này đã thu hút những người xấu tấn công và sát hại bạn voi ở trong rừng. Ở đây thì những voi mà phục vụ du lịch 4 giờ chiều là người ta sẽ đưa voi vào rừng sâu để ăn lá cây. 8 giờ sáng ngày hôm sau người ta lại đưa về đây để phục vụ du lịch. Nhưng mà trong cái quá trình mà người ta cho voi ăn ở trong rừng thì người ta sẽ xích thêm một cái dây xích dài khoảng 50m ở chân của bạn voi để nó ăn trong cái phạm vi đó thôi. Mục đích chính ở đây là để voi không quay về buôn làng phá hoại mùa màng của người dân và không gây hại cho những người lạ. Đó là lý do mà người ta phải xích dây xích. Nhưng mà không may mắn cho bạn này là tối ngày hôm đó là 21:30 có 5 đối tượng tấn công sát hại bạn voi này trực tiếp ở trong rừng. Họ biết rằng là voi thì nó rất là sợ lửa cho nên là họ đốt cháy cái khu rừng chỗ Bắc Cú được cột. Sau đó thì tấn công gây cho tinh thần của Bắc Cú bị hoảng loạn.
Thì lúc này là tinh thần của voi bị hoảng thì nó muốn bỏ chạy. Nhưng mà không may là chính cái dây xích càng lúc càng quấn quanh những cái cây cối trong đó. Và cơ thể của voi với dây xích là càng lúc càng ngấn dần. Thì nhân cơ hội đó là họ trèo lên cơ thể bác cố, sử dụng tới dao, rìu và kiếm. Họ chém và băm trên cơ thể của bạn voi này, tổng cộng người ta đếm được tới 217 nhát dao. Cái phần nặng nhất mà voi bị tổn thương đó là phần mặt với lại phần hông. Và khi mà họ băm và chém bạn voi như vậy thì họ biết rằng là da của voi nó rất là dày, không thể nào gục ngã được. Nên là họ có chuẩn bị sẵn cho mình những cái can xăng và lốp xe, là tưới xăng trực tiếp trên cơ thể của bác cố và đốt cháy lốp xe cho nó chảy nhựa, ném thẳng trực tiếp trên cơ thể của bạn voi. Nhưng mà với cái độ tuổi 33 như vậy thì đây là một độ tuổi rất là khỏe mạnh và rất là sung sức, cho nên là nó gồng mình và kéo được cái đoạn dây xích. Trong lúc nó kéo dây xích và giằng co thì cái đuôi của nó là bị người ta chặt sát cái phần hông, nó bị mất nguyên một cái đuôi. Nó chỉ giữ được hai cái cặp ngà này và nó phải bỏ chạy theo đường sông. Nó ngâm mình ở dưới sông để xoa dịu đi cái cơn đau cơn bỏng của mình. Thì những người đó họ không thể nào lội sông suối để giết hại được bác cố, nên là họ bỏ cuộc đi về. Sáng ngày hôm sau là cái người quản tượng này, voi này chăm sóc bạn voi mới đi vào rừng đi lấy bác cố để đưa về đây phục vụ du lịch. Thì lúc đó là không thấy con voi đâu cả. Và hiện trường thì biết ngay có điều không lành, ngay lập tức là báo về công ty. Công ty bên em cùng nhau hỗ trợ đi tìm. Khi mà tìm thấy thì bạn này đã rơi vào cái tinh thần bị suy yếu, nhưng mà người ta vẫn cố gắng hết sức để đưa về khu du lịch để chữa trị. Là lúc này là các bác sĩ thú y đã cùng nhau hỗ trợ và chữa trị cho bác cố trong vòng 82 ngày, gần 3 tháng. Nhưng mà vết thương của nó quá sâu và nặng, nó bị mất máu nhiều, nhiễm trùng nặng, thậm chí là bốc lên cái mùi rất là khó chịu. Thì ngày 82 đó là ngày cuối cùng của bác cố, nó bị gục ngã và dẫn tới cái chết năm 2010. Còn bạn Hợp Anh thì năm 2009. Hai bạn voi này chết cách nhau có một năm, cho nên là ở đây có một voi. Và đặc biệt hơn, khi mà em dẫn cả nhà của mình đặt chân lên đây và kể qua những câu chuyện này, thì đối với người đồng bào bên em không có thờ ông bà tổ tiên. Bên em sống theo tín ngưỡng đa thần, thờ tất cả các vị thần, thờ thần sông, thần núi, thần rừng, thần lửa và thần voi. Thần voi là vị thần mà bên em thờ lớn nhất. Bên em gọi đây là phúc thần, mang lại những điều tốt lành và tốt đẹp nhất cho bà con. Nhất là mình những vị khách từ phương xa đặt chân tới đây, mình không nên bỏ qua những điều ước mà thần voi sẽ ban tặng. Có sự bình an, có sức khỏe, có may mắn và đặc biệt là có cả sự chung thủy gia đình sung túc. Cháu gái thì chắc chắn nhà đó sẽ càng dài. Và khi mà người ta dựng nhà thì người ta sẽ làm vách nhà của họ là đổ nghiêng như mạn thuyền. Cột nhà của mình làm thẳng đứng như cột buồm, mái nhà là mái nhà cao. Và nguyên liệu làm ngôi nhà ở đây thì hoàn toàn bằng tranh, bằng tre, bằng nứa và bằng gỗ. Trước ngôi nhà sẽ có hai lối cầu thang chính như này. Một bên là cầu thang đực, và cầu thang đực là chỉ dành cho con trai, con rể trong gia đình của mợ đi lên và đi xuống. Còn một bên là sẽ có cái bầu sứa, người ta gọi đây là cầu thang cái, sẽ dành cho người phụ nữ trong gia đình. Nhưng mà đặc biệt có khách quý tới nhà thì bên em sẽ không có phân biệt mình là nam, nữ, trẻ nhỏ hay người lớn. Tất cả mình sẽ đi lên và đi xuống một lối cầu thang duy nhất, đó là lối cái. Và khi đi lên thì mình sẽ bước đủ bậc cầu thang và hai tay của mình là phải chạm vô biểu tượng bầu ngực, thể hiện cái sự tôn trọng và tôn kính của mình đối với chủ nhà. Tại vì ở đây thì bầu sứa nó sẽ nói lên hai ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện rõ chế độ mẫu hệ ở đây. Thứ hai là muốn giáo dục con cái trong gia đình luôn làm những điều tốt, điều đẹp y như cái bầu sứa đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Và bậc cầu thang người ta sẽ làm số lẻ, tại vì số lẻ là số may mắn của người đồng bào bên em. Người ta sẽ làm 3, 5, 7, 9, 11 và 15 bậc. Và đa số ngày xưa là toàn bộ người dân đều làm ngôi nhà từ 7 bậc trở lên. Một ngôi nhà rất là cao như vậy, mình cột trâu bò trực tiếp phía dưới và thả gia súc gia cầm. Và bây giờ thì em sẽ mời cả nhà mình cùng nhau đi lên và chạm hai tay nha. Em sẽ mời cô đi lên. Và sẽ tương đương với 12 cô con gái trong gia đình thì nhà họ mới có thể dài được như thế này. Và chắc chắn nếu mà một ngôi nhà nguyên thủy thì cái buồng phòng của những cặp vợ chồng là nó sẽ bắt đầu từ cái gian thứ hai hoặc là gian thứ ba. Và cái buồng phòng đó người ta sẽ làm một nửa cái khung nhà và nó sẽ kéo dài tới sau nhà. Nhà nào có bao nhiêu cô con gái thì bấy nhiêu buồng phòng, đó là cách mà người ta làm nhà. Nhưng mà hiện tại bây giờ là bên em có gỡ ra để trưng bày những hiện vật của người đồng bào ấy đây. Và đặc biệt đối với người Tây Nguyên thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu cồng chiêng cả nhà nhé. Cồng là cái có núm như này, thì đánh là bên em thường đánh nó vô mặt lồi. Và ở đây thì người ta đánh mặt lồi. Còn đây là cái chiêng, chiêng là người ta là nó sẽ bằng như này và khi đánh người ta sẽ đánh vô mặt trong. Cồng chiêng này là làm hoàn toàn bằng đồng thau. Người ta sẽ ví cồng chiêng như cái cầu thang đực và cầu thang cái. Cồng là tượng trưng cho người phụ nữ, còn chiêng thì sẽ tượng trưng cho người đàn ông. Còn phía bên này, trong không gian nhà mà mình bắt gặp hai ghế này thì nó sẽ phân biệt rõ ràng
Đây là Kapandit và chiếc ghế này là chỉ dành cho người phụ nữ mới được ngồi lên thôi. Con trai là tuyệt đối không ngồi lên chiếc ghế này. Mặt ghế và chân ghế là một khối liền kề nhau, không có một sự chấp vá đóng đinh nào cả. Nó là nguyên khối một cái cây độc mộc được bên em đục đẽo ra. Và cây mà người ta chọn làm cái ghế là cây không có dây leo, tầm gửi bám trên thân cây. Nếu như có, người ta quan niệm đó là nơi trú ngụ của tà ma, rất là kinh kỵ và mình không nên trước.